Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ bị công nhưng ông chính lại nghênh chiến sòng phẳng. Lãnh địa của ông thủ tướng là chính phủ, trong chính phủ đấy là gồm các bộ. Trước mắt Bộ Quốc phòng, ông thủ tướng đang nắm một nửa. Bộ Công an, ông tổng nắm hoàn toàn. Còn những bộ khác hầu hết là ông thủ tướng làm chủ. Bộ mà gần thủ tướng nhất chính là Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ. Vì thế nên có thể ví Văn phòng Chính phủ như là sân trước nhà của ông thủ tướng vậy. Còn ở Quảng Ninh hay Yên Bái là sân sau của nhà ông. Tại Bộ Công an xem như ông thủ tướng không thể kiểm soát, tại Bộ Quốc phòng cũng xem như giữ nguyên hiện trạng, cổ phần ai cứ giữ nguyên như vậy. Còn lại các bộ khác, liên minh Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm muốn xáo trộn nhân sự để cài người bên phe ông tổng vào, và nếu đề phòng sớm, ông thủ tướng sẽ ngăn cản được ý đồ này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, đương kim thủ tướng, và ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Văn Thể vốn không thân với ông thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Thể là người gió chiều nào ngả theo chiều đó, tương tự như ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vậy. Chính vì lẽ đó mà giờ không thể được ông tổng cưu mang, và ông thủ tướng chính phủ cũng không cần, và bị đẩy đi xem như là tất yếu. Sự thay đổi nhân sự bao giờ cũng xuất hiện sự chiến đấu với nhau giữa cái phe phái để giành chỗ của nhau. Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vốn là cánh tay đắc lực cho ông Phạm Minh Chính, được ông Chính vận động cho chám vào vị trí ông Nguyễn Văn Thể đang để lại. Việc đấy được xem như là một thành công của ông thủ tướng. Nếu ông thủ tướng không giành được kèo thơm này thì người của ông tổng thế vào chỗ đó. Đấy là cái thành công thứ nhất trong quyết định bố trí nhân sự. Cái thành công thứ nhì đối với ông thủ tướng đó là ông lại kéo được đàn em từ Quảng Ninh về chám vào vị trí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mà ông Trần Văn Sơn đang để lại. Mất đi một thuộc hạ không thân thuộc mà thêm một đệ tử ruột thì xem ra ông thủ tướng đã gia cố chính phủ khá vững chắc trước các phe của ông tổng và các đòn tấn công của đối thủ khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Hiện nay ông thủ tướng Phạm Minh Chính đang đi theo con đường làm chính trị mà Nguyễn Tấn Dũng đã làm trước đó. Đó là làm kinh tế để kiếm tiền, dùng tiền để xây dựng phe cánh. Việc Trần Văn Sơn phải nắm Bộ Giao thông Vận tải thì đây ông sẽ hỗ trợ cho ông thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai các dự án sân bay khắp Việt Nam cho các đại gia. Ông thủ tướng sẽ hưởng lại quả và dùng nó cho mục đích chính trị của ông sau này. Có thể nói dự án xây sân bay tràn lan sẽ rất thuận tiện sau khi ông Trần Văn Sơn về tiếp quản Bộ Giao thông Vận tải. Ông Nguyễn Xuân Ký sau khi về Văn phòng Chính phủ sẽ là người hỗ trợ ông thủ tướng được nhiều việc. Cuộc chiến giữa ông thủ tướng Phạm Minh Chính và ông tổng bí thư đang còn dài. Mỗi nước cờ ông tổng đi, dường như ông thủ tướng đã đoán biết và đều ra tay trước. Ngoài Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ được ông thủ tướng chèn người của ông, ngoài ra vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế do bà Đào Hồng Lan nắm cũng được cho là phe của ông thủ tướng đương nhiệm. Vì dường như là phe ông thủ tướng nên đã được ra tay chỉ đạo liên tiếp để giúp bà Lan xử lý cho gọn những tàn dư từ thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Xử lý tốt để phe đốt lò không có cơ hội đổ lỗi lên đầu ông như trường hợp của Nguyễn Thanh Long. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ. Qua gần 2 năm nắm chính phủ, tuy dính đến Việt Á nặng nề, dính đến chuyến bay giải cứu, nhưng xem ra ông Phạm Minh Chính đã củng cố chính phủ vững chắc hơn so với thời ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó. Ông Phúc tuy rất giỏi cơ hội chính trị, nhưng ông lại yếu ở khả năng củng cố sức mạnh vây cánh. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Vương Đình Huệ cần có cách mới hay hơn, bất ngờ hơn. Nếu không có gì cao minh, thì ông thủ tướng hoàn toàn có thể nghênh chiến. Về mặt chính trị, đằng sau Phạm Minh Chính còn có đối thủ lớn nhất của ông Nguyễn Phú Trọng giúp đỡ, đó chính là Nguyễn Tấn Dũng. Xem ra, ông Tổng muốn hạ Phạm Minh Chính cũng không hề dễ dàng gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị Chính ngồi lên đầu, Tô Đại Tướng quyết phỏ ông Tổng, quật Thủ tướng. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn là những người trong ngành công an. Thời còn là Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm luôn kèn cựa với nhau. Lịch sử thăng cấp hàm bậc tướng, thiếu tướng, trung tướng đều cùng các đợt với Tô Lâm.
Vào ngày 12 tháng 8 năm 2010, ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm cùng được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay. Tô Lâm và Phạm Minh Chính vốn là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau. Tô Lâm là mẫu người võ biển, ít suy nghĩ, sâu, bộc trực và cương quyết, quyết liệt, không phục tùng thì không nhịn được. Chính vì thế mà không hợp với làm chính trị, mà làm công cụ cho người khác thì lại thích hợp hơn. Chỉ đầu đánh đó. Một khi Tô Lâm phục ai thì ông ta nguyện phục vụ cho người đó đến cùng. Đây là tố chất mà ông Tổng nhìn ra, nhưng Nguyễn Tấn Dũng nhìn không ra. Nguyễn Tấn Dũng lại hợp với Phạm Minh Chính về những trò chính trị dùng quyền lực kiếm tiền và dùng quyền lực để xây dựng thế lực chính trị. Và thế là Nguyễn Tấn Dũng đã nâng đỡ Phạm Minh Chính theo một cách khác, theo cách mà tách ông Chính ra khỏi ngành công an, nắm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh để về sau trở về Trung ương nắm chức vụ cao hơn trong đảng. Khi ông Phạm Minh Chính rời khỏi Bộ Công an thì Tô Lâm và Phạm Minh Chính đường ai nấy đi. Tô Lâm vẫn ở Bộ Công an đi đường thẳng, còn Phạm Minh Chính đi đường vòng. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính đi đường vòng lại đến đích nhanh hơn ông Tô Lâm và kết quả là ông Chính làm thủ tướng, trong khi đó Tô Lâm chỉ là bộ trưởng ở lại. Tính ra ông Chính đây là ngồi trên đầu Tô Lâm và hiện nay Tô Lâm không hề xem trọng cấp trên Phạm Minh Chính và đang giúp ông Tổng điều tra những sai phạm nghiêm trọng của ông Chính trong vụ án Việt Á cũng như các quan chức chính phủ dưới quyền ông Phạm Minh Chính. Quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Tô Lâm dường như trong chính phủ là có sóng ngầm từ sau đại hội lần thứ 13 mà đỉnh điểm là những ngày chống dịch Covid-19. Thấy Phạm Minh Chính bị xã hội chỉ trích cách chống dịch, Tô Lâm thường xuyên chất vấn rằng: "Thế định chống dịch mãi à? Định giết dân hết à?" Câu hỏi đặt ra. Và việc một bộ trưởng mà dám lên mặt với thủ tướng là mong thủ tướng để bụng và tìm cơ hội trả đũa. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính. Việc ông Tô Lâm dính bẫy ăn thịt bò rắt vàng được cho rằng đó là gian kế của ông Phạm Minh Chính khi huy động cả lực lượng đông đảo trong Bộ Ngoại giao lừa cho Tô Lâm dính bẫy tại Anh vào tháng 10 năm 2021. Từ sau sự cố ăn thịt bò rắt vàng ấy, Tô Lâm cay những ai đã gài bẫy ông như muốn nổi điên mà bắt hết tất cả những ai muốn nhại lại hành động ăn thịt bò rát vàng của ông ở London. Ngay khi từ Anh về sau bê bối bò rát vàng, một trong những hạt giống đỏ thân thiết hơn cả máu mủ ruột già của Phạm Minh Chính được Tô Lâm đưa lên giản thiêu chỉ trong một chớp mắt. Đó là Lê Hồng Sơn, bí thư huyện ủy Cô Tô, mở màn cho chuỗi ngày dồn dập pháo kích dội xuống Quảng Ninh, nơi được xem là căn cứ địa, là kho lương thảo phục vụ cho hoạt động cách mạng của Phạm Minh Chính. Pháo kích cũng dồn dập dội xuống hầm tiền bạc của Chính với những cái tên như Trịnh Văn Quyết FEC, Đỗ Văn Dũng, Tân Hoàn Minh, vân vân, lần lượt đã tra tay vào còng, tài sản thân bại danh liệt. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính ngay trong chính phủ, điều này đã khiến cho chính phủ dường như rất mất đoàn kết. Điều đáng nói là những người đứng đằng sau chỉ đạo cho Tô Lâm đánh vào đâu lại là ông Tổng Bí thư đầy quyền lực, nên có thể nói dù cho Phạm Minh Chính đang ngồi trên đầu Tô Lâm thì Tô Lâm cũng không còn ngán ngại gì cả. So sánh thực lực giữa Ban Bí thư và chính phủ hiện nay đã chênh lệch nhau rất nhiều. Ban Bí thư đã được chỉ đạo được bộ lớn bên chính phủ, và điều đáng nói là Bộ trưởng Công an hiện nay bất tuân mệnh lệnh của chính phủ. Vì thế có thể nói nếu ông Thủ tướng bị quật ngã thì nhân tố quyết định chơi là ông Tô Lâm chứ không phải ai khác.